Tôi tên Mai và đây là câu chuyện của tôi. Như bao nhiêu người khác, cô Mai bị mắc nợ thẻ tín dụng. Tôi và chồng tôi làm việc rất vất vả để lo cho gia đình. Tuy nhiên, chúng tôi đang mắc nợ thẻ tín dụng hơn 30.000 đô la. Món nợ ngày càng chồng chất, không đủ sức để trả. Cô Mai và gia đình của cô cần người chuyên nghiệp để giúp đỡ. Tiền nợ của chúng tôi là 50.393 đô la. Nếu cứ tiếp tục trả góp với số tiền tối thiểu, thì tổng số tiền nợ lên đến hơn 100.000 đô la. Jack America đã giúp chúng tôi giảm nợ xuống còn khoảng 25.719 đô la, nên đã trả hết trong vòng 24 tháng. Từ 30 cent đến 50 cent cho mỗi 1 đô la, cô Mai có thể trả hết nợ mà không phải khai phá sản. Chỉ có Debt America mới giúp cho cuộc sống của chúng tôi bớt căng thẳng. Nếu quý vị đang nợ thẻ tín dụng từ 10.000 hay lên hơn 100.000 đô la, hãy liên lạc debtamerica.com để biết những gì quý vị có thể làm được mà công ty tín dụng không muốn cho quý vị biết. Chỉ cần 10 phút cho từng trường hợp, quý vị có thể cắt giảm một nửa số tiền nợ mà mình đang thiếu. Xin gọi ngay 1-800-723-3214.